Tờ Giro, kỳ bóng đá vui nhộn đây. Ronaldo và Lionel Messi, 40 bàn thắng đẹp nhất thập kỷ qua. Trước trận đấu khai màn thập kỷ mới, Ronaldo thực tế đã có giai đoạn cuối năm bùng nổ trong màu áo của Juventus. Anh ghi 5 bàn trong 4 trận tại Syria, trong đó có cú bật nhảy 2,56m trước khi đánh đầu làm tung lưới Sampdoria, khiến cả thế giới sửng sốt. Cú hat-trick vào lưới Cagliari một lần nữa khẳng định giá trị của Ronaldo trong bối cảnh nhiều quan điểm cho rằng anh sẽ tụt lại trong cuộc đua danh vọng với Lionel Messi. Cùng Mr. Giro điểm qua 40 bàn thắng đẹp nhất thập kỷ qua của Ronaldo và Messi. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Giro. Thập kỷ 2010 chứng kiến sự thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi khi bộ đôi này hầu như chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất và thiết lập những kỷ lục vĩ đại nhất trong 10 năm qua. Trong đó đỉnh cao là 9 quả bóng vàng, chỉ tính riêng khía cạnh bàn thắng. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến hết năm 2019, Ronaldo và Messi đã ghi tổng cộng 1.028 bàn thắng. Ronaldo ghi 491 bàn, còn Messi là 537 bàn. Trong số những bàn thắng này, có bàn thắng được đề cử vào danh sách bàn thắng của năm, có bàn lại để ấn tượng trong lòng người hâm mộ bởi kỹ thuật, hoặc có bàn thắng mang ý nghĩa quyết định quan trọng trong trận đấu. Mr. Zero đã tổng hợp lại một số bàn thắng đẹp trong 10 năm qua của cặp đôi kỳ phùng địch thủ này. Mời các bạn cùng điểm qua. Đó là pha lập công thứ hai của Messi trong cú hat-trick mà tiền đạo người Argentina ghi vào lưới Zaragoza trong trận Barcelona giành chiến thắng 4-2, đồng thời cũng là bàn thắng đẹp nhất năm 2010. Messi đoạt bóng từ giữa sân, sau đó đi bóng khéo léo qua ba cầu thủ đối phương trước khi sút chéo góc hạ gục thủ môn. Tình huống solo này hội tụ đầy đủ sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và sự chính xác để tạo nên một siêu phẩm theo đúng phong cách Maradona ngày nào. Sau khi trận Real Madrid Villarreal tháng 2 năm 2010 kết thúc, giới truyền thông bày trò khi kêu gọi các độc giả đặt tên cho kiểu sút phạt của Ronaldo, chẳng hạn như Cristianina, Cristianazo, nhưng chủ nhân của pha bóng ấy có vẻ thích cái tên của loại tên lửa hành trình nổi tiếng thế giới, Tomahawk hơn cả. Trận ấy, cầu thủ người Bồ đã mở tỷ số bằng một cú sút phạt thực sự mẫu mực, đưa bóng bay như một mũi tên găm thẳng vào nắp lưới trong nỗ lực vô vọng của thủ thành Diego Lopez. Không chỉ với các đội bóng nhỏ, Messi đã lập cú đúp giúp Barca thắng Real Madrid 2-0 ở lượt đi bán kết Champions League mùa giải 2011. Trong đó, anh đã thực hiện pha solo ngoạn mục để nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Catalonia. Messi nhận bóng ở giữa sân rồi đi bóng vượt qua Lassana Diarra, Raul Albiol và Marcelo trước khi dứt điểm tung lưới Real Madrid. Ronaldo góp một chiến công đáng kể vào trận thắng 4-2 của Real Madrid trước Levante sau khi ngoặt bóng loại bỏ một cầu thủ đối phương. Siêu sao Bồ Đào Nha quyết định vung chân thực hiện cú sút hơi ăn ra má ngoài chân phải từ ngoài vòng cấm, trái bóng vẽ nên một đường cong theo kiểu rót dầu tuyệt đẹp rồi cắm thẳng vào lưới. Tuyệt tác này chính là bàn thắng thứ 4.000 của Real Madrid trên sân nhà trong lịch sử La Liga. Trong những trận đấu bế tắc, sự tỏa sáng của những ngôi sao sẽ giải quyết tất cả. Về mặt này, Vallecano không thể bì được so với Real. Vào thời điểm 2012, ở Real không ngôi sao nào sáng hơn Ronaldo. Nhận bóng ở tư thế quay lưng với khung thành, thay vì chuyền ngang ra, Ronaldo đã bất ngờ giật gót vào góc xa, làm bất ngờ toàn bộ thủ môn và hàng phòng ngự của đội nhà. Bàn thắng bằng cú đánh gót điều nghệ này đã mang về chiến thắng 1-0 cho Real Madrid. Ngày Argentina chúc sầu cho Brazil bằng chiến thắng 4-3 trong một trận giao hữu ngày 9 tháng 6 năm 2012 cũng là lần thứ hai Messi lập hat-trick cho đội tuyển Argentina.
Messi ấn định chiến thắng cho đội bóng Tango đến từ một pha dứt điểm đẹp mắt. Anh lấy bóng từ tuyến giữa, đột phá lên phía trên, rồi sút tung lưới Selecao bằng một cú sút căng từ cự ly 20m. Đó là một ngày đặc biệt với CR7 khi anh cán mốc 40 bàn tại La Liga và tạm hơn Messi một bàn trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới La Liga năm đó. Siêu phẩm trong trận derby Madrid tối ngày 11 tháng 4 năm 2012 là một pha xuất phạt chuẩn xác của Ronaldo với quỹ đạo bóng cầu vồng và điểm đến ở góc thấp. Cú sút này khiến thủ môn Thibaut Courtois hoàn toàn không kịp phản ứng. Trước trận đấu ngày 7 tháng 10 năm 2012, trong khuôn khổ cúp nhà vua, thủ môn Iker Casillas từng một lần vào lưới nhập bóng sau cú sút phạt của Messi. Và trong trận đấu này, anh lại một lần nữa trở thành nạn nhân trước một cú sút phạt đẳng cấp khác. Lionel Messi đã vẽ nên một đường cong hoàn mỹ tại Nou Camp để lần thứ 17 làm tung lưới Real Madrid. And oh.
starts to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. Cause I believe. Trận đấu thuộc vòng 25 La Liga 2019, các cổ động viên đã phát sốt vì tài năng đặc biệt của Lionel Messi khi anh lập hat-trick giúp Barca thắng ngược chủ nhà Sevilla 4-2. Đây là ngày Messi có hat-trick thứ 50 trong sự nghiệp, đồng thời lập siêu phẩm với cú volley chân trái một chạm hoàn hảo sau quả tạt từ cánh trái của đồng đội. Cú sút khiến cả hậu vệ lẫn thủ môn Sevilla đều bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Nếu cú volley của M10 để mọi người phải tấm tắc, thì ở Ronaldo cũng từng khiến sân vận động nổ tung với siêu phẩm ngã bàn đèn đẹp mắt sau đường kiến tạo của Bernardo Silva bên cánh phải. Bàn thắng này đã giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước trong trận đối mặt đảo Faroe tại bảng B World Cup 2018. Time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting.
Vừa rồi là một số đơn cử trong những pha làm bàn đẹp của Ronaldo và Messi trong 10 năm qua. Nếu bạn thấy thích bàn thắng nào nhất, hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. When did I...